lấy hơi bằng miệng nha, mở miệng ra. Rồi, hơi hơi vô. Cái này bạn phải tập nhiều lắm. Các bạn phải tập từ từ, chậm như mình vậy đó. Lấy hơi rồi đưa hơi lên trên miệng, đưa ra phía sau, hơi trên miệng ra phía sau để đừng đưa hơi ra ngoài. Đó, cứ như vậy á. Lấy hơi bằng miệng. Lấy hơi vô. Đó, tập hình thành một cái thói quen, cái dòng đi hơi của nó đúng và nó không có bị mất hơi. Ok, xin chào các bạn, hello, đã đến với kênh của mình là thầy Phong Hai Nốt, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kiến thức thanh nhạc mà có một số bạn đã đặt câu hỏi trên kênh của mình, và hôm nay mình sẽ giải đáp câu hỏi đầu tiên ở câu hỏi hôm nay. Một câu hỏi rất là hay, mình nghĩ là sẽ giúp ích được cho nhiều bạn trên kênh của mình có những cái thắc mắc, giải đáp cùng nhau ha. Câu hỏi của bạn tên là Rake Son Thứ Pha Pha GM Pha Pha FF. Thầy ơi, sao em hát nó cứ bị hụt hơi hoài vậy? Vậy hôm nay mình sẽ giải quyết cái vấn đề là hát làm sao mà để không hụt hơi. Trong các câu hỏi thì mình thấy câu hỏi này rất là hay, mình rất là ưng. Vấn đề là khi mà mình hát mình hụt hơi á, là mình sẽ không hát được cái gì luôn. Không hát được cái gì hết, tại vì mình đâu có hơi đâu mà hát. Tại vì mình cũng hay nói nhiều trên kênh của mình đó là nếu mà mình hát mà mình không có hơi thì giống như là mình xe mà hết xăng giữa đường vậy đó các bạn, là sao mà đi đâu nữa, chỉ có dắt bộ thôi. Ok, đó, thì làm sao để hát mà không bị hụt hơi? Thì đầu tiên đó, mình phải biết tới cái nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đầu tiên là do lấy hơi bằng mũi, mà không có lấy hơi bằng không có lấy hơi bằng miệng. Nôm na gọi là không có lấy hơi đủ. Ok ha. Thì nguyên nhân là do bạn lấy hơi bằng mũi hoặc là bạn quên lấy hơi, ví dụ vậy á. Thì thứ hai, cái cách khắc phục á, đó là bạn chuyển sang cái chế độ là lấy hơi bằng miệng. Đầu tiên ha, mình giải quyết cái nguyên nhân đầu tiên, đó là các bạn phải lấy hơi thật là đủ. Bằng cách là lấy hơi bằng miệng. Lấy hơi như thế nào? Bằng là lấy hơi bằng miệng, miệng và mũi. Ok, thì chỗ nào mà mình lấy hơi được mình lấy, nhưng mà mình đa phần là mình phải tập cái thói quen mới đi, là cái thói quen mình dùng miệng, mình mở miệng ra để mình đưa hơi vô. Còn diện đó, nó đưa như thế nào là đó, cái câu chuyện chắc chắn là sẽ có dính dáng tới mũi, dính dáng tới miệng. Nhưng mà phần lớn thì mình mở hơi ra thì mình có cảm giác là mình sẽ mở miệng ra thì mình sẽ lấy hơi được nhiều hơn. Nè, ví dụ như thế này. Đó, mình lấy mở miệng ra, mình hơi hơi trợn trợn mắt lên. Đó, thì mình sẽ lấy hơi được nhiều hơn. Đó, khi mình hát mình tập quen đi, nếu mà mình chưa có quen thì mình tập lấy hơi trước thôi, rồi lấy hơi từ từ như thế này mình lấy cho nó quen. Rồi, cái bước tiếp theo ha, là lấy hơi. Đó, lấy hơi bằng miệng, và sau đó là lấy hơi thật là sâu và dài. Lấy hơi khoảng 2 3 nhịp, 3 4 nhịp gì đó. Ví dụ vậy, ví dụ 2 3 nè, mình lấy hơi cho các bạn làm mẫu nha. 2 3 nè. Hơi có cảm giác mà lấy dài chứ đừng lấy hơi gấp kìa. Các bạn chưa có quen, các bạn chưa lấy hơi gấp kiểu đó được đâu. Thì thường là hơi này nó sẽ đưa xuống sâu xuống phổi và nó làm căng cái phần bụng ra. Đó, thì các bạn có thể hình thành một thói quen là đặt tay lên bụng của mình và mở miệng ra lấy hơi, bạn có cảm giác bụng nó hơi căng ra. Đó, cứ như vậy, 2 3. Đúng rồi, chỉ cần như vậy thôi, tập khoảng chừng 1000 lần nó cho nó thành một thói quen đó. Oh my god. Wow. Đúng không? 1000 lần hoặc 10000 lần cũng được, nó cho nó hình thành một thói quen. Rồi khi mà nó quen rồi thì các bạn sẽ lấy hơi, sẽ biết cách lấy hơi làm sao cho nó đủ, nó đúng, nó sâu, nó dài, nó từ từ đó. Chứ đừng có lấy hơi gấp quá, cái mình không có đủ hơi để mình lấy, hoặc là lấy hơi bằng mũi không thì nó cũng không có được. Đó, thì đó là cái thứ nhất, là cái nguyên nhân là lấy hơi chưa, nó chưa có đủ, chưa có đúng. Rồi, làm cái lý do thứ hai á, của việc mà bạn bị hát hụt hơi á, đó là đâu, là do nguyên nhân thứ hai là do lấy hơi và phân chia cái hơi á trong mỗi câu nó chưa đúng. Là sao? Ví dụ như cái câu đó nó cần nhiều hơi,
rất nhiều hơi á, à, thì bạn lấy có một chút xíu hơi à, nó không có đủ hơi để nó hát cái câu đó, nó là lấy hơi chưa có đúng, chưa có đủ cái lượng hơi để đáp ứng được cái nhu cầu của cái câu đó. Mình một lát nữa mình sẽ cho các bạn những cái ví dụ ha, để dễ các bạn dễ hình dung hơn. Rồi thứ hai là phân chia, trong các nguyên nhân thứ hai là phân chia cái hơi của mình á, trong mỗi câu nó chưa đúng. Ví dụ như cái lượng hơi lúc nào phân chia ra trong cái câu hát thì lúc nào nó cũng phải đầy đủ, nó đừng có bị hụt hơi. Thường là các bạn sẽ bị hụt hơi ở giữa câu và cuối câu là do mình phân chia cái hơi. Ví dụ như mới vô câu đầu tiên, chữ đầu tiên thôi là các bạn đã đẩy hơi ra hết rồi, thì lúc đó là thì lúc đó không còn hơi để hát nữa. Thì đó là do lấy hơi và phân chia cái lượng hơi nó chưa đúng. Thì cái cách mà mình để khắc phục á là tập chậm để quen cách phán đoán lấy hơi cho nó đủ, tập chậm thôi. Rồi thôi khoan, mình qua cái nguyên nhân thứ ba luôn đi, mình vô mình thử cho dễ ha. Và cái nguyên nhân thứ hai á, là cách khắc phục á, là thứ nhất là tập chậm để cho quen cái cách phán đoán hơi thở, tập chậm thôi đó. Và cái khắc phục á, là hát nhẹ nhàng, tránh đẩy hơi đầu câu quá nhiều làm mất hơi, đẩy hơi ở những cái nốt đầu tiên quá nhiều á để làm mất, không có đủ hơi để hát tiếp theo những câu tiếp theo. Và cái nguyên nhân thứ ba á, nguyên nhân thứ ba là mình nói hết luôn mình, xong rồi mình vô mình ví dụ một lần luôn cho nó gọn, cho nó nhanh ha, à, đừng có lủng củng. Ok, nguyên nhân thứ ba là đưa hết hơi ra ngoài đó. Các bạn hát có một cái thói quen là các bạn đưa hết cái hơi ra ngoài, thấy không? Mà đưa hơi ra ngoài là coi như các bạn không còn gì để hát luôn. Giống như mà cái trận chạy xe mà các bạn xả hết xăng ra ngoài, xăng là để nuôi động cơ đúng không, cho nó chạy, chứ đâu phải xăng là để phóng ra ngoài cái ngoài đường đó. Nên á, việc khắc phục á là đưa cái hơi á, là mình sẽ khắc phục á cái việc mà đưa hết hơi ra ngoài á, là mình sẽ giữ hơi lại bên trong cái miệng của mình. Và khi mà mình lên cao á thì có một thói quen là các bạn đẩy hơi thật là mạnh đúng không, nhưng mà các bạn sẽ đẩy hơi vào bên trong để nuôi cái động cơ, nuôi cái bộ máy phát âm của mình, chứ không có, mình không có đẩy ra ngoài, có hướng ra ngoài, bây giờ cái hướng cái mũi ngược về bên trong, giữ hơi bên trong cái miệng và ra phía sau và lên cao đó. Bây giờ mình sẽ ví dụ cụ thể vào trong bài hình nàng thơ nha. Rồi vô. Rồi vô nè. Rồi, ví dụ như là mình sẽ phán đoán một chút xíu nha. Mình phán đoán xem coi là cái câu đầu tiên này mình sẽ lấy bao nhiêu hơi nha. Mình sẽ là em, người em đánh rơi nụ cười vào anh. Đó, ví dụ như vậy. Mình sẽ lấy nhiều hơi một chút xíu, mình giữ hơi bên trong cái miệng của mình nè. Mình có một cái cách hát á, mà thường các bạn mình hay chỉ các bạn trên mạng á, là hô hô ở trên đây nè. Đó là cái cách để các bạn cảm nhận được là hơi thở nó nằm trong khoang miệng của mình. Đó, bạn có thể hô như vậy để tập cái cách phán đoán trước thôi. Phán đoán là mình cùng dùng bao nhiêu hơi cho cái câu này. Ví dụ như thế này ha. Rồi lấy hơi cho đủ nè. Lấy hơi nè. Lấy hơi nè. Lấy hơi bằng miệng nha, mở miệng ra. Rồi, lấy hơi vô. Bạn phải tập nhiều lắm, các bạn phải tập từ từ chậm như mình vậy đó, lấy hơi rồi đưa hơi lên trên miệng, đưa ra phía sau, hơi trên miệng ra phía sau để đừng đưa hơi ra ngoài đó, cứ như vậy á. Lấy hơi vào miệng, ô, lấy hơi vô, ô, đó, tập hình thành một cái thói quen, cái dòng đi hơi của nó đúng và nó không có bị mất hơi. Rồi ví dụ tay yêu nhau nè, ô. Lấy hơi vô. Lấy hơi vô. Đó, lấy hơi nè.
phán đoán nha, tại khúc này là nó mình dùng cái tới cao trào rồi mà điệp khúc rồi đó, nên phải dùng nhiều hơi hơn chút xíu và giữ hơi nó khéo. 2 3. Đưa hơi lên trên đây và đưa nhẹ ra phía sau, không đưa lên phía trước nha. Tập thành một thói quen đi, thời gian đầu nó sẽ rất là khó đó, nhưng mà rồi nó cũng sẽ có một cái thói quen là đưa lên và đưa ra sao. Tiếp tục nè, 2 3 lấy hơi. Một cái thói quen các bạn làm, ráng là các bạn tập chịu khó, tập từ từ, tập chậm thôi, như vậy chừng khoảng chừng 20-30 lần rồi các bạn sẽ nhớ. Rồi bây giờ mình sẽ hát từ cái đó các bạn nha, nhẹ nhàng như thế này. Lấy hơi vô nha, từ đầu nha. Mai nha, từ chỗ mai, 2 3. Mai rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại. Lấy hơi vô. Mong mang kỷ niệm này cất lại. Lấy hơi vô. Mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai. Lấy hơi vô. Mai ngày em sai bước bên đời thanh thang. Lấy hơi vô. Lấy hơi vô nè. Chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em tha thiết vô vơ. Ví dụ như câu này nó là hát, mình hát hai câu một lần luôn để nó tạo nên có cảm giác cao trào, thì mình sẽ lấy hơi nhiều hơn và điều tiết cái hơi nó khéo hơn. Ví dụ thế này. Chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Đó, một hai câu một lúc. 2 3 lấy hơi nè. 2 3. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Đó, hai câu ha, lấy hơi nè. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Đưa hơi vào sâu bên trong để nó kích hoạt các hãm vang ở trên, phía sau, phía trên, phía dưới. À, tiên rồi lấy hơi nè. Tiếng yêu này mong manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành, xếp riêng những ngày tháng hồn nhi. Đó, thì khi các bạn lấy hơi đó vào đủ và phân chia hơi đủ và đưa cái hơi của mình ở bên trong cái bộ máy, ba yếu tố ha. Lấy hơi đủ, mà nhớ nhất là nguyên nhân thứ nhất là phải lấy hơi cho nó đủ ha. Lấy hơi và đúng bằng miệng, bằng mũi cả miệng nha, mà mở miệng ra lấy hơi nha. Các bạn có một thói quen là đóng miệng lại khi lấy hơi đó. Ok, thì lúc đó các bạn lấy hơi bằng mũi nên nó mệt lắm. Ok, cái thứ hai là các bạn phân chia cái hơi cho nó khéo léo. Đừng có mới có một hai chữ đầu tiên nó tụt hết hơi ra ngoài rồi. Ok ha. Và cái thứ ba là cái hơi của mình đó, nó nằm trong miệng và nó nằm phía sau cái bộ máy phát âm, khoảng vang của mình ở trên đầu á, trên mặt của mình á, chứ nó không có, các bạn đừng có đẩy hơi hết ra ngoài, đẩy hơi ngược vào phía bên trong là các bạn sẽ có một cái thói quen mới trong việc cách sử dụng hơi thở. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lên tông cái nè, cho nó vui vui nè. 2 3. Vô. 2 3. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chỉ ok.
Ok, chúc các bạn sẽ thành công và có những cái kiến thức, những cái góc nhìn và tập hơi cho nó đúng, đừng để cho nó bị hụt hơi. Ok, chúc bạn thành công và cảm ơn các bạn sẽ xem video. Các bạn có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc hay là những cái đóng góp nào đó thì cứ comment bên dưới, mình sẽ chắc lọc ra, mình sẽ giải thích cho các bạn nhiều cái hay mà đôi khi với câu hỏi của bạn nó là trùng khớp với những người khác thì mình sẽ giải thích luôn. Ok, chúc các bạn thành công. Bye bye.